Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn và đón xem video này cùng với Mia vào mỗi Chủ nhật hàng tuần ha. Na Uy vốn là một đất nước rất là dễ thương, an toàn và bình yên. Mình đã từng nói rất nhiều trong những video trên kênh của mình rồi. Tuy nhiên thì chi phí sinh hoạt ở nơi đây khá là cao so với mặt bằng chung trên châu Âu và trên thế giới. Bù lại thì mức lương của Na Uy cũng rất là tương xứng với cuộc sống ở đây. Và trong vlog ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ về mức lương và chi phí sinh hoạt của một gia đình người Việt tiêu biểu ở Na Uy để các bạn có thể so sánh với nơi mình đang sống hoặc là có những cái tìm hiểu trước cho những ai đang có ý định hoặc là đang chuẩn bị để sang định cư ở Na Uy ha. Và bây giờ thì mình mời cả nhà cùng đi vào câu chuyện của gia đình nhà mình ha. Hello, xin chào mọi người. Mình là Mia, hiện đang sinh sống và học tập ở Na Uy. Và đây là gia đình nhà mình, gồm có 3 thành viên. Thứ nhất đó là bố Quân, 37 tuổi. Thứ hai và thứ ba đó chính là Mama Mia và Rio. Hiện tại thì mình đang nghỉ việc để quay lại đi học full time, nên là dường như là thu nhập trong gia đình mình thì chỉ có bố Quân thôi đó mọi người. Mọi người đang xem, đây là hình ảnh của bố Quân. Hiện tại đang là Senior Software Engineer, là một kỹ sư cấp cao công nghệ thông tin ở Na Uy. Và mức lương hiện tại là khoảng 60.000 koron. Tiền koron tức là mệnh giá tiền của Na Uy đó mọi người. Và ở Na Uy thì không quy đổi theo tiền euro hay là tiền đô la nha, mà xài tiền riêng của Na Uy. Và nếu tính ra đô thì mức lương hiện tại của bố Quân thuộc khoảng là 6,9.000 đô một tháng, tức là khoảng 156 triệu Việt Nam đồng. Wow, một mức lương khá là hấp dẫn phải không mọi người? Đây là một mức lương mà sau 6 năm làm việc tại Na Uy đó. Tuy nhiên, mọi người hãy cùng xem là một số tiền lớn như vậy, nhà mình đã phải chi trả như thế nào trong một tháng và còn lại tiết kiệm là bao nhiêu trong trường hợp là gia đình mình chỉ có một người đi làm thôi ha mọi người ha. Đầu tiên phải kể đến đó chính là mức thuế thu nhập ở Na Uy. Ở Na Uy và một số nước ở châu Âu có mức thuế thu nhập khá là cao. Nhà mình đã phải trả 34% trên tổng mức lương cho thuế. Vì vậy, lương sau thuế của bố Quân chỉ còn lại là khoảng 40.000 koron, tức là khoảng 103 triệu thôi đó mọi người. Hạng mục thứ hai đó chính là tiền nợ nhà. Dù bạn có đang mua nhà hay là thuê nhà thì hầu như đều phải tốn tiền cho cái hạng mục này á. Vì ở nước ngoài hầu như là chúng ta đều mua nhà trả góp, chứ ít người có thể mua mà trả nguyên một cục như ở Việt Nam đâu mọi người. Và nhà mình thì phải trả tiền nợ gốc và tiền lãi ngân hàng hàng tháng là khoảng 10.000 koron, tức là mất tiêu đi thêm 26 triệu tiền Việt Nam nữa rồi đó mọi người. Và số tiền còn lại là khoảng 30.000 koron, tức là khoảng 78 triệu tiền Việt Nam. Và hạng mục thứ ba đó chính là tiền điện và internet. Đây cũng là chi phí cố định mà nhà mình phải thanh toán hóa đơn mỗi tháng. Và cái vụ này thì nó bay mất đi 1,8.000 koron nữa rồi đó mọi người, khoảng là 4,7 triệu. Tại vì mùa đông thì nhà mình bật sưởi liên tục, cho nên là tiền điện cao hơn mùa hè rất là nhiều. Và tính ra chia trung bình và thêm tiền internet cố định nữa thì một tháng nhà mình xài cho cái vụ này là khoảng 1,8.000 tiền koron. Ây chà, số tiền bây giờ còn lại là khoảng 28,2.000 koron, tức là khoảng 69,2 triệu tiền Việt Nam. Và với số tiền này thì mình nghĩ là vẫn có thể rủng rỉnh đi shopping hay là đi du lịch được mọi người ha, như là đi Tây Ban Nha hay là đi Hy Lạp. Tại vì ở châu Âu cho nên là đi lại rất là dễ dàng luôn. Tuy nhiên mọi người tiếp tục coi tiếp là tiền đi đâu nha. Thứ tư đó chính là tiền nước, tiền thu gom rác, tiền thuế sử dụng đất.
Ở Na Uy á, ngộ một cái là khi mà bạn bỏ tiền ra bạn mua nhà thì chỉ mua được căn nhà chứ không phải là mua đứt được cả mảnh đất nha. Và mảnh đất đó vẫn thuộc về quyền sở hữu của nhà nước, của vua Na Uy. Cho nên bạn phải trả một cái thuế sử dụng đất. Và mấy cái khoản này á, thì trả theo quý, tức là cứ 3 tháng phải trả một cục á, là khoảng 3.900 koron, tức là khoảng 1.300 koron một tháng nha mọi người. Và bây giờ cái số tiền còn lại của nhà mình á, là khoảng 26,9 ngàn koron, tức là khoảng 70 triệu tiền Việt Nam thôi nha mọi người. Thứ năm đó chính là tiền bảo hiểm nhà, bảo hiểm sức khỏe cho các thành viên trong gia đình mình. Riêng bố Quân á, thì rất là may mắn đã có công ty lo rồi, cho nên là tính ra là chỉ có bảo hiểm của mình và Rio thôi. Và mỗi tháng thì nhà mình trả thêm khoảng 1.000 koron nữa, coi như là bay thêm là 2,6 triệu tiền Việt Nam đó. Và số tiền còn lại từ 60.000 koron bây giờ là chỉ còn 25,9 ngàn koron thôi, tương đương với 67 triệu tiền Việt Nam. Thứ sáu đó chính là tiền hoạt động ngoại khóa tại trường của Rio. Na Uy có một hệ thống giáo dục miễn phí, tuy nhiên giờ học của trường thì bắt đầu tính là từ 8 giờ sáng cho đến 13 giờ 15. Cho nên với các bé nhỏ từ lớp 1 cho đến lớp 3 thì thường phải ở lại trường để bố mẹ đến đón sau giờ làm. Cho nên là số tiền này á, mọi người có thể nghĩ nôm na giống như là tiền trông trẻ cho nó dễ hiểu nha mọi người ha. Và cái chi phí này thì mỗi tháng nhà mình phải đóng thêm là 3,3 ngàn koron, tức là khoảng 8,6 triệu tiền Việt Nam. Và bây giờ thì số tiền còn lại là khoảng 22,6 ngàn tiền Na Uy, là khoảng 58,5 triệu tiền Việt Nam nha mọi người. Thứ bảy đó là một mục tiền cố định hàng tháng rất là quan trọng khác phải kể đến, đó chính là tiền chợ, tiền mua đồ ăn hàng tháng của nhà mình. Mình đã từng chia sẻ về tiền chợ mỗi tháng của nhà mình là hết khoảng 6 đến 8 ngàn koron trong video về chợ Việt ở Na Uy giá cả ra sao. Mọi người có thể xem lại video này để biết thêm về giá cả đồ ăn ở Na Uy nha. Như vậy á, đây gần như là tất cả các chi phí cố định hàng tháng mà nhà mình phải chi trả nha mọi người. Đôi lúc thì cũng có thêm những cái chi phí sinh hoạt khác, tuy nhiên mình tạm thời là chưa tính lên ha. Và bây giờ thì mọi người cùng xem là số tiền còn lại là bao nhiêu ha. Lúc đầu á, là từ 60.000 koron và bây giờ thì bay mất tiêu và chỉ còn có 14.000 koron tất cả thôi đó mọi người. Một phần lớn số tiền đã bay đi rồi. Để mệnh giá tiền Na Uy thì mọi người có thể là chưa hình dung được đâu, nhưng mà để mình đổi ra tiền Việt cho mọi người dễ nhìn nha. Đó là từ 152 triệu một tháng tiền Việt Nam và bây giờ chỉ còn khoảng là 36 triệu tiền Việt Nam trên một tháng mà thôi. Đó là khoảng 1.600 đô nha mọi người. Trời ơi, tiền nó bay đi đâu mất tiêu hết rồi à. Hello mọi người, như vậy là qua vlog này thì mọi người có thể thấy là một gia đình cơ bản và có một đầu lương chủ yếu và với mức sống ở Na Uy thì nhà mình đã để dành được là khoảng hơn 30 triệu tiền Việt Nam. Và đó là mức lương sau 6 năm làm việc ở Na Uy nha mọi người. Còn nếu mà bạn mới sang Na Uy hoặc là mới ra trường thì mức lương có thể sẽ thấp hơn hoặc là tiết kiệm được ít hơn. Vì vậy mình nghĩ nếu mà một gia đình và có hai người đi làm thì mức thu nhập sẽ tốt hơn rất rất là nhiều. Bạn sẽ tiết kiệm được hơn rất rất là nhiều. À, trong một năm đầu thì khi mà mình sang đây á, thì nhà mình dành dụm được rất là ít. Tuy nhiên sau đó thì mình bắt đầu đi làm và nhà mình có một cái khoản saving được nhiều hơn thì bọn mình cũng mua được nhà và xe sau 2 năm làm việc ở Na Uy. Và bây giờ thì nhà mình lại tạm thời nghỉ việc để đi học lại, tại vì mình muốn ra trường sẽ tìm được một cái công việc có mức lương ổn định hơn nữa. Cuộc sống ở Na Uy theo cảm nhận của mình ấy thì cũng khá là ổn và tương xứng với cái sức lao động mà bạn bỏ ra. Nên nếu mà bạn đang chuẩn bị sang Na Uy sinh sống và làm việc tại Na Uy thì cũng đừng lo lắng quá nhiều nha. Vẫn có khoản dư cho gia đình nếu mà bạn biết chi tiêu, có kế hoạch và biết vun vén để gia đình bạn vẫn thỉnh thoảng được đi ăn nhà hàng hay là đi mua sắm cuối tuần nào.
Vlog ngày hôm nay của mình đến đây là kết thúc rồi nha. Mình rất rất là cảm ơn mọi người đã cùng xem đến cuối video với mình ha. Mình chúc các bạn mỗi ngày luôn nhiều niềm vui và sức khỏe. Nếu các bạn yêu quý mình và gia đình mình cũng như là cuộc sống ở Na Uy và Bắc Âu thì vui lòng ủng hộ giúp mình nha. Đừng ngần ngại để lại cho mình lời nhắn bình luận, đăng ký kênh và để chuông thông báo để chúng ta có thể cùng nhau xem những vlog sau về cuộc sống ở nơi đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye. You have advanced some farm oat. Yeah. Yeah. And we speak pizza buffet also. Yeah. Yeah. That have you found a buffet? Ah, yeah, but buffet. Ska du kunna ha något dricka? Nej, vi tar van. Yeah. Det ordnar med, vet du. Yeah. Snabbat är det hela. Thank you.